cái xe mình nó đã sạc là đầy bình rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho các bạn xem coi nè, gần một năm trời á thì cái pin mình hao hết bao nhiêu nha. Đó, mình sạc 100% rồi đó. Đó, 100% đó các bạn thấy không? Ngày xưa khi mới mua xe này á, là cái xe này nó kêu là sạc đầy bình là 326 mile rồi, tức là 326 dặm đó. Nhưng mà khi ngày xưa mình mới mua đi gần năm á, thì khi mà mình sạc 100% á thì nó lên tới 330. Đó. Mà bây giờ mới có năm rồi, nó xuống khoảng chừng 14 mile rồi, tức là một năm trời mất 14 mile thôi. Bây giờ mình đã sẵn sàng rồi đó các bạn. Mình bỏ cái cargo lên đây nè. Rồi. Rồi chất trên đây, trên cargo này thì mình bỏ chăn mền trên đó. Rồi. Đây là đó, Alex đó. Thế mình ngồi ở trên. Rồi. Cô thư ký với ba đứa bé ngồi ở đó đó. Hi đi. Say hi. Hi. Rồi còn hàng ghế thứ ba thì đó, hàng ghế thứ ba thì mình không muốn ngồi á thì mình sắp xuống. Đó, bỏ vali, quần áo, đồ ăn uống. Rồi, bây giờ mình lên đường nha. Chợt một ngày lòng anh đau nhói, đời vẫn xanh sao em đành ra đi. Vừa đi vừa nghe nhạc Mỹ Tâm ấy nè, quá đỉnh luôn á. Vừa chạy xe vừa nghe nhạc, tức là các bạn muốn nghe nhạc Việt Nam, muốn nghe nhạc gì cũng được bấm vào đó. Và hôm nay á, gia đình mình á đi phiêu bạt giang hồ nha, lang bang bụi đời 10 ngày với chiếc xe khách sạn này. Thì gia đình mình 5 người các bạn, ba đứa bé và hai người lớn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem trải nghiệm thực tế của gia đình mình đi chơi 10 ngày á, và mình sẽ cho các bạn biết là mình sẽ phải dùng bao nhiêu trạm siêu sạc, và mình đợi thời gian đợi sạc bao lâu, và tổng cộng số tiền mà mình gia đình mình phải chi phí cho cái cuộc đi chơi 10 ngày là bao nhiêu tiền nha. Đi là 309 dặm nè. Trong cái thời gian này các bạn thấy là cái nền kinh tế bây giờ của Mỹ bây giờ là cái lạm phát rất là cao, rồi giá xăng rất là cao luôn, rồi các bạn thấy đồ ăn đồ uống á bây giờ cái gì cũng lên giá hết. Mình đưa dân chính trị thì càng giàu, mà dân thì nó càng khổ, về khổ vậy đó. Bây giờ thì khi mà đi chơi á, các bạn biết rằng tốn kém rất là nhiều, tại vì tiền xăng không mà nội lái xe tiền xăng. Các bạn thấy mình làm mình đi RV á, thường á mỗi năm á mình đi khoảng chừng 20 ngày đi chơi RV như vậy á, thì năm vừa rồi mình làm rất là nhiều video về cái đó, thì mình tốn khoảng chừng 3-4 ngàn mỗi lần mình một chuyến mình đi chơi như vậy á. Thì tiền xăng năm vừa rồi thì lại rẻ, nó có 2 đồng mấy, 3 đồng một gallon xăng, mà bây giờ 4.5 đồng, 5 đồng. Nếu mình đi xuyên bang qua bên tiểu bang mà giống như là Cali hoặc là gì thì tiền xăng có thể lên 6-7 đồng một gallon, thì các bạn thấy tốn kém rất là nhiều. Cho nên đi xe điện thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đó, mới đi mà các bạn thấy sáng sớm là vô 7-Eleven là nó cho free với tất cả cái này, tại cái chỗ đó nó mới mở, cho nên nó cho free pizza, hot dog, rồi ba cái nước free. Ủa, anh không lấy bình chip hả? Có bình chip luôn, nó cho bình chip nè. Đó, hot dog nè, rồi pizza, rồi nó cho mình nước nè. Đó. Nó gọi về nhà với coupon á, tại nó mới mở nó quảng cáo á. Cái là nước cam với lại mango, xoài, là xoài. Rồi cái này nó giống như là, nó làm giống như là root beer này ha. Uống nó rất là ngon. Đồ chùa mà uống gì cũng ngon hết, ăn uống gì cũng ngon hết. Cho nên muốn nghèo không khó các bạn ơi. Nó chơi thôi mà rất là vui nha. Thì cái chuyến đi 10 ngày này các bạn thấy là mình cái mục đích chính là mình đi qua bên South Carolina, đi Myrtle Beach á.
cho mấy đứa nhỏ nó tắm biển ở đó, thì qua thăm bà nội rồi thăm mấy gì với gia đình mình, đại gia đình của mình bên đó. Cho nên bụi đời giống như là homeless ha, mình cảm thấy như homeless vậy đó. Đi chơi 10 ngày mà không biết đâu, khi mình qua bên đó mình chơi chừng mình nghĩ chừng 1-2 ngày thôi à, thì thật sự ra bây giờ là cái kế hoạch của mình, cái plan của mình chưa biết đi đâu hết. Thì tụi này khi mà đi chơi á, cái fun á, cái thú vị là mình không có plan, mình đi đâu xong rồi mình thích chứ nào, mình thấy mình coi mình nhiều, còn nhiều thời gian hay không. Nhiều thời gian á thì mình đi tấp chỗ này chút, tấp chỗ kia chút cho đủ 10 ngày. Cho nên cái là cái thú vị của gia đình mình đi chơi vậy, mình đi RV vậy các bạn. Mình cái mục tiêu chính của mình đi mục tiêu chính, xong rồi đó khi mà mình còn nhiều thời gian sau á là bắt đầu mình xem coi chung quanh mình là mình đi chỗ này chỗ nọ. Khi mình đi trên xe thì thật sự ra là tội nghiệp từ mấy đứa bé lắm, nó ngồi sau á, nhưng mà bởi vậy á khi lái xe còn chừng 1-2 tiếng là mình phải tấp vào trạm siêu sạc để mình sạc điện á, thì lúc đó thì mình cũng mấy đứa bé nó cũng thích lắm, là tại vì mình có thể là mình cho mấy đứa bé là nó đi restroom rồi, hoặc là nhiều khi mình tấp dưới này mình ăn uống này nọ đó, rồi cho mấy đứa bé nó thư giãn, rồi mình cũng phải thư giãn. Thì thường thường á là 20-30 phút là mình sạc như vậy á, là sau đó mình đi tiếp. Thì xe điện Tesla này á, nó đã tính sẵn cho mình biết được á, là cái cuộc hành trình của mình đi như vậy á, nó sẽ cho mình biết là cái trạm siêu sạc nó nằm trên đường như vậy, cho nên không có gì không có sợ nha. Thì các bạn thấy cái năm đầu vừa rồi á, là mình với cô thư ký này đi đi xin bang với lại vô trạm siêu sạc, mình sợ lắm, tại vì mình không có biết chắc là nó chính xác thế nào. Nhưng mà sau khi gần một năm trời đi với xe điện Tesla này á, thì mình thấy rất là an tâm, rất là tự tin là cái trạm siêu sạc của nó làm rất chính xác. Xe điện Tesla này á, nó mới update với cái software của nó rất là hay luôn các bạn. Thì thường thường á chừng mình nghĩ chừng vài tuần hoặc là tháng gì đó thì nó update mấy cái software mới, thì nó gửi cho mình cái message là software update gì đó, available ready gì đó, thì mình update. Thì ngày xưa cái tốc độ tối đa của nó là chỉ có cho 80 dặm trên giờ thôi, và bây giờ cái software update của nó cho 85 dặm trên giờ luôn đó bạn, tốc độ tối đa đó. Và tất cả các màn hình á, ai mà có xe Tesla mà mới có cái update mới, các bạn cũng biết được đó, là tất cả các xe các bạn, cái hình là trên mấy cái computer này là các bạn nó rõ lắm, rõ rất là rõ nét luôn đó. Còn ngày xưa thì nó hơi mờ hơn. Còn với lại khi mà cái hay của nó là xe Tesla này á, là khi mà mình thắng lại các bạn là tự động á, nó không có gì bỏ phí nha. Khi mình thắng lại á là nó sẽ sạc điện vào trong cái bình đó luôn đó. Là các bạn thấy cái thanh màu đen đó, là khi mà mình thắng, khi mà mình chạy mình đạp ga lên nhiều á thì nó hao bình nhiều, là cái vạch mặt đen các bạn thấy cái vạch đen á nó sẽ hao rất là nhiều. Còn cái vạch xanh á, khi mình thắng lại cái vạch xanh á là chứng tỏ là nó sạc điện, nó sạc lại vô trong cái bình điện của xe Tesla, cho nên nó không có lãng phí tất cả các nhiên liệu, các cái năng lượng gì của xe Tesla, nó rất là hay. Các bạn thấy không, là cái này nè, thì software up mới thì mình có thể chỉnh lên cái đó, các bạn thấy không, mình có thể chỉnh lên cái tốc độ tối đa của nó, mình có thể chỉnh lên 85 dặm trên giờ luôn á. Mà các bạn thấy mấy cái hình của mấy cái xe này không, nó rõ nét như vậy luôn á. Các bạn nào mà coi cái video của mình á, mình làm rất là nhiều video về chuyến đi, thế là các bạn thấy mấy cái hình của mấy cái xe nó rất là mờ, nó không có rõ như vậy. Cái mực xanh này nè các bạn, là cái này nè các bạn đó, khi ví dụ mình đạp ga lên là các bạn thấy không, đó đạp ga lên nè, là các bạn thấy cái màu đen không, chứng tỏ là nó hao pin. Còn nếu mà mình buông ra hoặc là xe thắng lại ở đó, nó màu xanh chứng tỏ là nó nạp điện vào lại cho trong cái xe điện Tesla của mình. Đó các bạn thấy mình mà gắn cái mui trên đây nè các bạn, cái máy tấm máy che nắng này nè, đó mình đã làm video về cái này rồi đó. Thì cái chỗ này, cái này các bạn, nó đỡ lắm, nó làm cho mấy trong xe mình nó mát hơn á, với lại mấy đứa bé nó không có nắng chiếu ở trên chiếu xuống á, cho nên đi chơi xa nó đỡ rất là nhiều. Mới lấy xe có 5-10 phút là đói bụng rồi. Sáng mình ăn có chút xíu, ăn mấy cái pancake mà cô thư ký làm cho mình á. Giờ mình ăn bánh mì bò kho. Các bạn thấy đâu có xe nào mà giống như xe này nào đúng không? Đang chạy trên freeway. Mình vừa ăn mà vừa hầu chuyện với các bạn. Và cái bò nó mềm mới sợ luôn. Cho kia ngồi đi. Con
gì đi? Đi chơi hung tay daddy. Hung tay daddy hả? Con gái mình lúc nào suốt ngày là hung tay daddy. Bó chiếu luôn. Đi chơi hung tay daddy. Gái tôi. Đi chơi hung tay daddy. Ok nè, hung tay đi nè. Không phải đâu. Vừa lái xe ăn uống bắt phải cầm tay hung tay daddy. Gái tôi. Tụi em mình đi tới Savannah Myrtle Beach chơi các bạn. Thì mình sẽ ghé qua bên địa bàn trôi trà. Thì từ đây tới đó khoảng chừng 4 tiếng. 4 tiếng hồ thì với con nít á, với mấy con nhỏ của mình á, thì mình phải cho là mình phải tính là chừng 5-6 tiếng á. Thì mình tới đó thì mình chơi với chơi tụi nhỏ nó thăm thăm ông bà ngoại. Rồi chơi đó một ngày. Rồi qua ngày sau rồi mình mới đi tới Myrtle Beach. Và các bạn nào theo dõi cái kênh của mình á, thì tháng tới là mình sẽ lấy chiếc RV mình chở gia đình mình đi chơi tiếp. Đi chơi vào tháng 8. Và sau đó tháng 10 mình đi chơi tiếp, mình đi thêm 10 ngày nữa. Cho nên rất là bận rộn nha các bạn. Cho nên mình sẽ chia sẻ trải nghiệm thực tế cho các bạn. Phải có cái RV đi chơi cũng vui lắm. Nhưng mà giờ cái thời gian này xăng nó lên nó cũng nhiều lắm các bạn. Xăng nó lên dạ, xăng nó lên rất là cao. Cho nên đi chơi RV thì hao tốn rất là nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trải nghiệm thực tế như thế nào là mình đi chơi á với RV á trong thời gian mà xăng mắc như vậy là bao nhiêu tiền nha. Wow, cái này ngon quá nè. Cái cây á rất là ngon. Ôi, quá đã rồi đó. Các bạn coi mấy video của mình đó, các bạn thấy mình đi chơi với Tesla rất là nhiều, rất là vui nhộn luôn, không mệt bao giờ luôn, rất là an toàn nha các bạn. Cái này chỉ có tụi nó đụng mình thôi chứ tụi nó chạy ẩu, nó đụng một Tesla thôi chứ Tesla thực sự ra cũng chẳng có đụng người ta. Rồi mới ăn xong rồi bây giờ thèm trái cây thôi. Đó. Cái này có mango, tức là có xoài nè, có bưởi, cái này cái gì hả đi? Này dưa gan, ừ. Cái dưa này ở chỗ nó ngọt tới sợ luôn, nó cũng cảm rất là ngon. Rất là ngọt luôn á. Ăn không? Này ăn không quá. Đó. Trời ơi. Xoài. Ăn xoài này nhớ xoài xanh quá, xoài xanh chấm mắm đường ha. Mắm đường với ớt, trời ơi. Mà xoài này ngọt ngay rồi các bạn. Xoài này nó đang hả? Ngọt ngay à, nó ngon cái sợ luôn á, trời ạ. Hả? Xoài mẻ mà ngọt thì vậy ha. Đó các bạn thấy cái xe nào mà dám làm như vậy không? Xưa giờ chưa có xe nào hết trơn á. Mà phải công nhận luôn, cái xe này rất là chạy rất là an toàn. Rất là vui, cái này ha. Rồi các bạn thấy thời gian đó, mình chạy nó mau tới lắm. Trên xe ăn uống không à. Ăn uống xong rồi hầu chuyện với các bạn là xong cái là tới rồi. Các bạn thấy nó đề là chạy phải dưới 80 dặm trên giờ đó nó mới tới nơi được. Tại vì khi mà chạy trên 80 á thì cái xe này nó hao pin dữ lắm, các bạn thấy không? Nó màu đen nè, là hao pin lắm. Còn mình nếu mình đạp thắng á, mình đạp thắng vô mình coi bác coi mình đạp thắng đó nha. Trên mình đạp thắng vô là các bạn thấy không? Đó, nó xanh lên nè, là nó sạc pin vô lại đó. Đó, bây giờ phải mở chế độ autopilot, auto steer lên nè. Đó, bật hai nút lên. Xong rồi mình chỉnh cái này lên nè. Cho 85 luôn đó. Các bạn thấy tốc độ giới hạn không? Chỉ có cho 70 thôi á. Mà ở đây xe nào của xe này cũng chạy 80-85 không à. Cho nên đó hả, Tesla ngày xưa là chỉ có cho 80 thôi, bây giờ 85 rồi đó. Ngày xưa làm gì có vậy. Bây giờ đi là mình thấy không gian 3 chiều luôn. Nó bắt bằng hệ thống vệ tinh của nó, xe lai của nó đó các bạn. Đó, xe của nó update mấy cái software mới của nó rất là rõ luôn đó. Mấy cái mực xăng này rất là rõ luôn. Ở trên đây thì khi mình chạy thì mình mở cái này có karaoke nè. Mở karaoke cho mấy đứa bé nó hát. Đó. Và bây giờ mình muốn nghe nhạc Việt Nam cũng được. Mở nhạc Việt Nam lên Mỹ Tâm hay là gì đó thì bấm đây nè. Để bấm Mỹ Tâm vô. Có nhiều người muốn nghe Mỹ Tâm hoặc là Đàm Vĩnh Hưng thì nó cũng có đầy ở đây luôn. Ok.
Đó, ở đây các bạn muốn nghe nhạc Mỹ Tâm hay đàm Vĩnh Hưng hay là muốn gì thì các bạn bấm ở đây nè. Mình mở đàm Vĩnh Hưng cũng được á, xem thử coi nó có ra không. Mở vô. Đàm. Bạn cái này đi. Cái này ngon nè. Đó, các bạn thấy không? Ở đây mình muốn nghe nhạc Việt Nam cũng được luôn nè. Mình mở Đàm Vĩnh Hưng, mình bấm Đàm Vĩnh Hưng vô nó có này nè, đó. Nó có album nữa. Đó, cho nên chạy xe không có chán. Bây giờ thế sướng vậy đó. Chờ một ngày lòng anh đau nhói. Đời vẫn xanh, sao em đành ra đi. Quá đỉnh luôn á. Các bạn thấy không? Không chê chỗ nào luôn, xe này rất là vừa chạy xe vừa nghe nhạc. Tức là các bạn muốn nghe nhạc Việt Nam, muốn nghe nhạc gì cũng được, bấm vào. Vừa đi vừa nghe nhạc Mỹ Tâm ấy nè. Sẽ là nó hay vậy các bạn. Nhạc nào cũng mở lên cũng có hết đó. Vừa chạy xe, vừa ăn uống, rồi vừa nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm. Sắp tới rồi. Người sắp tới chưa? Không, nhạc khác à? Không nghe nhạc này nữa hả? Ừ. Nó muốn nghe nhạc Mỹ của nó không à? Rồi. Nhạc của đây thì nãy là Đàm Vĩnh Hưng hả? Nhạc Đàm Vĩnh Hưng hả? Đó, và bây giờ mình đang nghe nhạc của Quang Dũng đây nè. Ca sĩ nào cũng đây cũng có đây nè. Bấm vào tên họ thôi là hiện lên thôi. Khi mà mình gia đình mình đi bụi đời lang bang 10 ngày với chiếc xe đình xác là này các bạn, thì mình cũng cần phải cái cargo để trên này nè, để mình bỏ chăn mền rồi quần áo, rồi nhiều khi mình để đó, nhiều khi mai mốt lỡ mình có gì mình bỏ lên cái mình có cái ngăn chứa mình đựng nhiều. Thì thật sự ra cái cargo trên đây nè các bạn, nó cũng hao rất là nhiều pin nha. Là tại vì khi mình chạy á, cái cargo đó nó làm cho cản sức, cái nó cản sức gió các bạn, nó gọi là ma sát gió đó, friction đó. Thì mỗi 65 dặm á thì mình mất khoảng chừng 30 dặm á các bạn. Rồi tôi là tại vì mình lấy cái này mình đi mình thử nghiệm, mình xem mình đi làm á, khi mình bỏ cái cargo trên đây nè thì mình phải mất 90 dặm để mình đi hết con đường 65 dặm của mình, cho nên nó rất là hao pin nha các bạn. Mà đi xe mà với con nít á các bạn, có con nhỏ á, thì cái chức năng quan trọng lắm các bạn ơi. Cái này nè, child lock á, tức là mình bấm window lock luôn, cho nên cho nít nó khỏi phải đằng sau á, nhiều khi mấy đứa bé nó hay cái tay nó hay máy á, nó bấm mấy kiểu cửa kính xuống lên xuống á, thì mình các bạn bấm như đây nè, lock nó là ở dưới á, tụi nó không có cửa mở cửa kính lên xuống được. Cái child lock này nó không có mở cửa được nè. Đó các bạn bấm là bên trái bên phải. Mình á thì tại vì con của mình con gái mình nằm nó ngồi bên phải á, thì mình bấm vô bên phải, còn bên trái của mình thì cô thư ký cũng ngồi á, cho nên mình không cần phải bấm bên trái, mình chỉ bấm bên phải thôi. Đó, nó hay như vậy đó. Còn bên này là off, là các bạn mở này, các bạn mà tắt này đi á thì con nít là sau khi nó bấm đang mình xem đang chạy á, nó bấm mở cái một đó là cái nguy hiểm lắm, cho nên mình phải lock nó lại. Nó hay, chức năng nó hay vậy á. Mới lái xe được có tiếng rưỡi thôi á là tụi nó đòi đi restroom rồi đó. Tấp vô cái rest area đây cho đi restroom. Cái cargo trên đây nè, chạy á, nó làm cái xe hao pin dữ lắm các bạn. Các bạn chạy cái này nè, thì các bạn cứ mỗi 100 dặm á, các bạn phải cộng thêm 50 dặm nữa. Và bây giờ mình đang đi vào tiểu bang Georgia. Ở đó, để tới nhà ông bà ngoại đó. Xe của mình á, bây giờ còn 119 dặm đây nữa nè, là hết pin. Mà cái chú sạc đó nó cách đây khoảng chừng 63 dặm. Đó. Coi như là vậy á, là khi mình tới chỗ đó đó, tới chú sạc á thì mình phải còn dư là khoảng chừng cho là 60 đi ha. Dư khoảng là gần 60 dặm đó nha. Nó chạy mấy cái 2 tiếng mấy thôi là tụi nó ngủ rồi, các bạn thấy không? Ngủ rồi. Đó. Mày mang cái ổ gối cho nó kê cho nó ngủ. Giờ tới giờ ăn trưa rồi. Lái xe cũng được 3 tiếng rồi đó. Giờ mấy bé đã ngủ hết rồi. Cho nên để tiết kiệm thời gian á,
sáng sớm đi mình đã làm mấy cái bagel hết đồ ăn chưa sẵn hết trơn rồi. Thôi mời các bạn nha. Đó, bây giờ chưa giờ mình biết cô đừng khí đang lên sáng mình làm này nữa. Và bây giờ mình sắp sửa mình đi vào thành phố Adairsville nè, exit 306 nè các bạn, để mình đi vào trong cái trạm siêu sạc mình sạc nè. Thì hiện bây giờ đó là mình còn 42 dặm nữa là hết pin nè à. Mà cái trạm siêu sạc nó cách đây khoảng chừng 0.6 dặm à. Bây giờ mình đi vào trong cái exit này thì Tesla công nhận nó chỉ cho mình chính xác luôn đó các bạn, mình rất tự tin luôn á. Đó. Đó thì nó kêu quẹo phải đây nè các bạn. Đó, bây giờ mình đi kiếm trạm siêu sạc á, thì nó kêu ở đây còn 1 phút nữa, khoảng chừng 200 feet nữa là tới rồi nè. Now your destination is on the left. Nó kêu bây giờ cái đó nằm bên trái của mình đó. Đó đằng trước thì không thấy gì nè. À, nó kêu nằm bên trái thì mình cứ đi bên trái của nó thôi. Đâu? Nằm trên kia. À, thấy không? Thấy không? Một đống xe tất cả nằm đó đó. Đó, quá trời luôn, chính xác không? Đó, mình tới đây thì mình lấy cái trạm siêu sạc đây nè các bạn. Đó. Mình bấm nút vào đây. Nó mở lên thôi. Ở đèn trắng mình bấm vô. Đó, rồi đó màu xanh dương. Nó phải xanh màu đỏ lá cây mới được. Đó, xanh lá cây có nghĩa là nó sẽ sạc rồi đó. Nó đang sạc đó. Vô trong xe coi mình xem coi nó sạc làm sao. Thì vừa nãy á các bạn thấy mình tới đây là mình 42 dặm, có nghĩa là khoảng chừng hiện bây giờ là 14%, tức là 15% à. Vừa nãy là khoảng chừng 12-13%. Thì các bạn thấy nó sạc nhanh lắm. Thì nó kêu là mình sạc chỉ cần 11 phút thôi là để tiếp tục đi nữa nè, tiếp tục đi tiếp đó. Thì nó sạc cho mình vừa đủ để mình tới nhà bên kia thôi, tới nhà bên ông bà ngoại thì 11 phút á. Còn nếu mà muốn sạc đầy hơn á thì nó lâu hơn thôi. Nó khi mà sạc thì các bạn thấy số tiền nó nhảy đây nè các bạn. Đó, hiện bây giờ là 1 đồng 14 đó 15 cent rồi đó. Đấy giờ các bạn coi giờ nha, mình tới đây á là khoảng chừng 3 giờ 52 phút đó. Nãy giờ nó sạc chưa tới 1 phút mà từ 42 giờ nó nhảy các bạn thấy không? 59 dặm. Đó, đây là 958 59 dặm 1 giờ đó, dễ sợ chưa? Tức là nãy giờ chưa tới 1 phút á mà nó đã nạp vô cho mình là 20 dặm rồi đó. Thì từ đây về nhà mình á là còn 71 dặm nữa thôi à. Nhưng mà mình phải sạc, tại vì khi mình về mình phải đi đây đó nữa, cho nên mình muốn sạc này lên mình nghĩ chắc nó kêu là 10 phút là xong rồi nè. Thì mình nghĩ chắc mình sạc khoảng chừng 20 phút 25 phút đi. Cho lên khoảng chừng 200-250 á là mình đi, là mình còn pin, mình chạy thoải mái. Đó, đây là cái trạm sạc đầu tiên trong cái chuyến đi 10 ngày bụi đời cùng gia đình mình đó nha các bạn. Thì khi mình sạc ở đây thì Tesla nó sẽ lấy tiền ra trong cái account mà mình sạc với tụi Tesla qua bằng cái thẻ tín dụng của mình á. Bây giờ nó mới sạc mới có 12 phút à. Là nó kêu là bây giờ mình đủ pin để tiếp tục mình đi rồi đó. Đó bây giờ mình chạy từ đây về nhà mình là 71 dặm thì mình nó còn 184 dặm nữa là hết pin. Thế nên mình đủ sức về nhà, nhưng mình muốn sạc cho nó gần đầy luôn đó các bạn. Để như khi mình về đó mình đi chơi luôn. Đó, thì bây giờ là mới có 11 đồng 32 cent này. Đó, nó rẻ như vậy đó. 3 giờ 52, bây giờ là 4 giờ 20 đó các bạn. Thì 28 phút mà mình sạc nãy từ 41 dặm cho tới 80 cho tới 256 dặm, tức là từ 12% tới 81% á là 27 phút á. Bây giờ mình tắt đi được rồi.
mình bấm cái, mình tắt cái sạc rồi đó, bây giờ ra mình đây bấm cái này thôi, mình giật cái ra thôi. Rồi bây giờ mình lên đường về nhà, mình còn 71 dặm ở đây là tới nhà, mà pin mình còn 256. Bây giờ mình 156 mình về nhà này nè các bạn, thì phải hết 100 dặm á. Vừa nãy 256 thì mình còn 71 dặm nữa là mình về nhà, thì nó mất 100 dặm. Xe mình thì trên đây mình mở máy lạnh 2 nấc á, tại vì mở 5 nấc nó lạnh lắm, mở 2-3 nấc à. Khi mình tới nhà bên đây thì mình sạc điện ở nhà các bạn. Ở đây mình dùng cái điện trên tường thôi. Đó, ở đây mình dùng điện điện thường thôi. Đó, cái này điện trên tường đó, này điện 110V. Đó, bấm vô đây. Rồi đèn trắng lên cái mình cắm vô thôi. Cái điện ở nhà này á, điện thường á, về màu xanh lá cây lên là nó sạc bình thường rồi. Thì khi mà nó sạc lên á thì xem vào trong xe của mình á còn bao nhiêu, nó sạc bao nhiêu, thì nó chỉ ở đây nó chỉ có sạc được 4 dặm một giờ thôi đó các bạn, cho nên sạc đây rất là lâu. Đây là ba mẹ vợ đó nè, cô ghẹ rồi mẹ vợ mình làm bánh bao nè. Ê, bánh bao không? Bánh bò. Bánh bò, ok, bánh bò, trời ơi, số 1 luôn. Rồi nấu bún riêu, rồi cá sấu cà nữa, trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Bánh bò. Bánh bò đó, bò là ngon quá mẹ. Bò ăn với mình bỏ nước dừa vô, với mè, với lại đậu phộng. Rồi đồ ăn quá trời luôn. Đó, cho nên đi bụi đời đảm các bạn. Đây đó, ví dụ nghèo, hoặc nghèo gì đó, xách xe đi thôi, xách xe điện, xe điện thì điện đâu có nhiêu tiền đâu phải không? Xách xe điện đi nhà này nhà nọ ăn uống thôi. Đồ ăn ở Mỹ nó cũng rẻ hơn Việt Nam rất nhiều ha. Chôm chôm mít nè. Dạ. Con mới mua một anh mới mua một thùng mà chôm chôm á. Anh mua 2 trái sầu riêng nữa hả? Anh mua 2 trái sầu riêng á. Ừ. Mua 2 trái sầu riêng nè. Tí ăn đã chưa? Nên ở Mỹ không thiếu gì các bạn, chỉ có thiếu tiền thôi. Đúng không? Chôm chôm đã chưa các bạn? Rồi ăn xong cái nghỉ ngơi, rồi ngày mai sáng sớm mai mình lên đường đi qua bên Morovis Carolina, bắt đầu ăn ké tiếp, ăn ké nha. Rồi video này cũng đã dài quá rồi. Thôi bây giờ mình ăn uống nghỉ ngơi, relax, enjoy, rồi sáng sớm mai mình lên đường. Rồi các bạn nhớ đón xem phần 2 nha. Gia đình 7 người đó. Xe ngồi được 7 người luôn á. Thoải mái luôn. Sợ hả?